Em xin chào mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người cái lô phôi mai vàng ha, mai vàng mini. Mà mấy cây này là nó đâm đầu hết trơn nha mọi người. Cái cây này là mã số M1, cây này nó nhỏ mà đế nó quái ha, rất là dễ cưng luôn á. Cái này mình chơi mini để bàn là đẹp lắm ha mọi người. À, cây này nó đâm trời nè, có cái trời đâm này ha, mới lên ha. Này mai vàng ha, hoành nó là 10, cao của nó là 14, cái bầu của nó là 22. À, cái bầu này là bầu đất cát nha mọi người. Rồi mã số này, mã số M1, em giao lưu với mọi người là 350.000, em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo là mã số M2. M2 nha. Đây cũng đế của nó cũng quái lắm nè. Quanh nó 11, cao nó là 47, bầu nó là 23. Rồi mã M2 em giao lưu với mọi người 300.000, em bao ship tàu quốc M2. Rồi mã này là mã M3. M3 là một cặp ha. Hoành đây là 14, cao là 39, hoành đó là 10 rưỡi, cao là 27. Rồi mã M3 này em giao lưu với mọi người 400.000 cặp này, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là M4 này bán siêu rẻ luôn anh em ơi, mấy cây này sống khỏe rồi nghe anh em, đâm rồi ào ào chân rồi. Cây này lũa bên đặt này nhưng này mà lũa nhưng rất, mà rất, đấy, rất đẹp, quái lắm nha. Cây sống khỏe đâm chồi ào ào trên nghe anh em, đó, anh em về ghép chơi thôi. Cây này nó cũng bị cái lũa cái phần này, nhưng mà cái dáng nó rất là quái nha. Chơi mini cực kỳ đẹp anh em ơi. Hoành nó 12, cao là 28, này chiều cao 21, hoành này 10 rưỡi. Rồi mã M4 này em giao lưu với mọi người 400.000 luôn, em bao ship luôn. Mã M5 này một cặp nha, này em bán cặp em không hết lẻ nha mọi người. Này em vô cặp để em bán cặp ha. M5, cái cây này nhỏ mà để nó quái không à. Hoành nó là 8 rưỡi, chiều cao của nó là 44. Ôi đồ quá. Này 9, cao là 23. Rồi M5 em giao lưu với mọi người 350.000 cặp này, M5 350.000 em bao ship toàn quốc. Cái khá là rẻ anh em ơi, 350.000 một cặp. Màng mini mà dễ chơi, sống khỏe nữa. Cái này dễ chơi nha. Để nó quay quái không nghe, dán gì dán thú luôn nha mọi người. M6. Đó đó, hai cái đó. M6. Quanh đó là 10. Cao tới đây là 15. Quanh đó là 19 rưỡi. Cao là 36. Bầu của nó 18. Rồi mã số này là M6. Giao lưu với mọi người là 350.000 cặp này, M6 350.000, em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là M7. M7 cây này nó có cái bị cái dấu cắt của nó cũ nè. Hoành nó 10, cao là 45, hoành bên đây là 7, cao 41. Rồi mã số này là mã số
300 ngàn, 3 ship toàn quốc. Cây kia thôi khá là bự rồi, cây M8 cây kia khá bự rồi nè. M8. À, con cây bự bằng kia luôn anh em ơi, cốt bự luôn ha. Cây thôi đủ. Đủ tiền rồi. Cây tặng cây cái này là cây. Bán cây tặng cây đó anh em ơi. Cây này rất là đẹp. M8 cho mọi người. Cây này thì nó bị lũa ở đây ha. Lũa chính giữa. Nó sống khỏe mà nó lũa nhưng mà lũa đẹp ha. Đó. Cái đế của nó cũng đều nha. Giống như là mua cây tặng cây vậy anh em ơi. Cây này rất là đẹp nè. Hoành nó là 13. Chiều cao nó là 49. Rồi cái này nó bị lỗ xuống giữa, hoành nó 15. Cao nó là 52. Cái đường kính cái bầu nó là 25. Rồi cây này mã số là M8, em Zalo cái cặp này là 450.000 M8. Quá rẻ luôn anh em. 450.000 bao ship luôn nha mọi người. Quá rẻ luôn anh em ơi. M9 có cây đâm chồi luôn rồi. Mã số này là M9. À nó đâm chồi luôn ha. Đâm chồi luôn à. Này là cái đế nó quái nha. Cái này có cái dấu mà dấu cắt cũ á. Nè cây này nó cũng đâm chồi nè. Hoành nó là 9,5. Chiều cao nó là 30. Rồi hoành của nó là 7 ha. Cao nó là 33. Cái đường kính bầu là 20. Rồi cái mã số M9 này em Zalo với mọi người 400.000 cặp M9. Em 3 ship toàn quốc. Rồi mã số M9 cũng là mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn mọi người đã xem. Mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0788 753 876. Rồi xin chào anh em nha. Hẹn gặp lại anh em tiếp sau nha.